Đây con. Lọc. Công nhận cái vườn hoa đẹp. Ok. Mày chụp gì mà nói mày bón chen quá mình ơi. Mình mày, mày tu hành rồi mày. Ok đi. Đi vô hạt á, con đi vô hạt luôn. Đi vô cho chụp đẹp lắm. Rồi. Rồi đứng đó, quay qua. Ok. Ok. Trời ơi bông nó đẹp. Thì đi ra ngoài kìa, không đi tự nhiên chạy đi vô đây chi rồi la đi không được. Đi vô chỗ mà không chịu đi tự nhiên kêu đi đi nè. Rồi. Rồi ok. Nè nè chụp cho cha cái. Nó đẹp nè. Đây 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 sư đẩy lý qua đây chụp cái cảnh này đẹp nè, nước nè. Mạnh 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 với ông sư. Nè. Cái này đẹp nè, đẹp nè. Ok. Chụp mẹ gần với Lan nè. Rồi chụp em bói. Lắm sao con muốn chụp hình thôi chứ mày làm gì mày đòi đập nó mày. Con người mày nói chuyện thô lỗ hả mày. Thấy chưa, thấy chưa, không dính che kìa. Trời ơi chú trời ơi không có trời đâu. Ngồi đây đẹp nè. Lộc nó có cái tấm chụp nè, thiên nga đẹp kìa. Xin đừng sờ vào hoa. Ồ, thôi đây bán hả? Giống chơi giống. Hạt giống kìa. Lên cuốn rồi Lộc. Hạt giống hoa kìa. Giờ. Được á. Giờ lấy tay rồi quá. Đứng lên quàng đi. Lên avatar. Nhìn. Ủa, nó mất tiêu chưa ta? Mấy người đó đi đâu hết trơn à, lẹ vậy hả? Ok.
Lão qua đây chụp này lão. Lẹ con. Đâm hồ hoa kìa. Đứng lên. Hả? Rồi, chụp cái đồng hồ qua kìa, đẹp kìa. Khoan, có người. Rồi, ok. Rồi, con lành đó. Đâu có, con gửi qua cho nó coi được cũng được chứ đâu. Rồi, đứng ở đây. Ok. Rồi, kéo bà nội đi, Một gừng hoa. Ok. Cái gì? Trời ơi, tao đang quay phim, mất phim tao đã, tao nói bởi vì tao không cho số điện thoại. Hay mất sóng mày cho số điện thoại 18 kìa. Cho số điện thoại 18 đi, con có số điện thoại 8 cho giùm đi. Con. Anh tắm máy nè. Mày vô đi. Vô không được, xin đó. Thôi xin quá, đi chỗ khác đi. Đi. Được chưa? Rồi. Đây, đứng đây em nó đẹp à. Ok. Thôi lão ơi, chụp bông màu tím kìa, không là chụp bông màu tím kìa, đây nè, bông màu tím nè mẹ, màu vàng nhiều quá thì mình đi hết vòng đấy nè, ngựa đâu kìa. Rồi đứng đây nè, đứng xét đây nè. Rồi hết ở nhà đi. Đang quay nè. Vô, xét vô mạnh. Đứng xét vô. Ok. Rồi quắt cái lỗ tai cái coi. Nè, hồi ôi cái bông màu tím nè, mẹ đứng ngay giữa bông màu tím, chụp nguyên cái là gừng qua màu tím nè. Mẹ đi vô, mình mẹ hơn Lý đi đường này nè. Đó. Trời ơi, màu tím cam luôn. Rồi. Em yêu màu tím. Rồi, ok rồi. Để quay phim sư với 8 rồi đi kìa. Ngoài đường. Mình đang làm ăn. Mình cứ đi hoài. Chụp hình đẹp đó, 8. Vô đây là màu tím kìa. Rồi vô rồi đó, đứng đó đẹp á, lấy luôn cảnh nè. Rồi sang trọng quá. Giống bà chủ khách sạn quá. Chứ này chủ khách sạn. Con đang quay phim. Dạ đang quay phim. Là nãy giờ vừa chụp vô vậy luôn á. Dạ. Ờ là kỷ niệm luôn á. Mốt lên. Quăng lên mạng á. Đi con đi lên chỗ cái đầu. Mốt 8 lên mạng tắm coi. Đỏ anh kia kìa. 8 với mẹ với sư với Lý đồ lên mạng coi. Đi vòng tiếp. Cái nào mà có hình đừng có. Cái gì? Lên mạng mà không có hình gì, quay phim mà lên mạng mà không có hình gì.
Quay hết phải đoạn đi luôn. Đi con làm gì có quay á con? Cởi ngựa không? Nhét rồi, rồi coi. Đi. Đứng đó ngựa đá vậy đó. Ngựa giận đá vậy đó. Quay lên. Kìa bóng sát pháo kìa, là đứng ngay chỗ bóng sát pháo chụp kìa. Mẹ. Đứng ngược lại, đứng ngược lại sát pháo với bóng hội đồng tiền nữa kìa. Gì con? Thật tội nghiệp con ngựa hả? Lý do làm sao tội nghiệp con, nói cho nghe nghe. Tại người đó cứ cuột đầu nó lên cái cây hoài, không cho nó lên cỏ. Cuột đầu nó lên cái cây hoài hả con? Tội nghiệp thiệt chứ. Không không, phải phải chụp ngược ánh nắng đẹp lắm. Đây nè, đây nè, đứng bên đây, tao qua đây tao chụp. Ở bên đây, đây nè. Đó hả? Ừ, chị đó đó. Qua đó đó con. Ờ đó đó, đúng rồi đó. Thấy. Đẹp lắm á mẹ, đứng lên đây đẹp lắm mẹ. Quắt quắt con tay coi. Bám vô em. Vô vô cả nhà vô quắt tay coi. Mạnh mày đi đâu vậy Mạnh? Để chụp chung mày đi đâu vậy? Thôi thôi con chụp bị hư rồi, con vô không có tới đâu. Vô đây, vô đây, vô đây, con vô đây. Con vô đi, con thôi được rồi, bốn người được rồi. Thôi bốn người được rồi. Được rồi. Ok. Vừa chụp vừa quay. Biết sao cái này cao quá con chụp không có. Rồi rồi rồi. Trời. Hử? Trời. Không cái bông gì ngộ quá. Con đi con không ngó ngàn gì hết trơn. Ủa cái bông này nó đẹp, bông gì ngộ ta? Vô đi. Trời mày già quá, mày chụp nhìn thấy ghê lắm nha Mạnh. Mày chụp đàng hoàng đi. Rồi, được rồi, được rồi. Đi đâu xa quá vậy, không thấy người. Ok. Mẹ sao không chụp cái bụng bông này đẹp nè mẹ? Chơi, cho con chụp cái gì. Rồi ok. Mình làm kiểu đi, làm kiểu vô. Rồi. Lên lên, vô vô mà lọc xích lại ngồi kia bà nội đâu kìa. Mạnh qua ngồi kế sư kìa đó. Rồi lú mặt ra chụp nè. Mấy cảnh này đẹp nè. Ok. Có, thấy chưa nè. Kêu gì Tám quay ra. Kêu gì Tám lại chụp cảnh này đẹp lắm nè. Nè mẹ với Tám chụp cảnh này đẹp lắm. Cái hình này gửi ra được nè. Tại vì nó nghe ánh nắng sáng dữ lắm nè. Rồi. Ok. Đi đi tiếp bạn ơi. Vô nhà dân tộc rồi nè. Té con. Đi đi đi. Cho Lý đi xuống. Đừng có ghinh lên nha. Lý đi xuống, bước xuống đi chứ đừng ghinh. Đâu? Đâu chụp đâu?
Nè, lên. Cứ mặt lên con. Ok. Ồ, cái hồ đẹp ghê không? Okay. Đẩy đi, mày đẩy đi. Nè, cảnh này đẹp lắm nè. Rồi. Ông đâu không chịu chụp. Cái cảnh đó đó ông chịu đó. Ông đang ăn con cây. Rồi đứng đi. Rồi. Ôi ôi cái cảnh này nó đẹp. Cảnh này đẹp lắm á. Cảnh này lên phim là đẹp lắm á, lên hình đẹp lắm á. Ok. Cảnh bờ hồ này đẹp ghê á. Qua bên chỗ thiên nga kìa, hôm qua cái bờ đó. Thôi nắng lắm rồi. Đứng ở đây nó mát mà nó đẹp à. Đâu ta đi đông rồi đó. Ê Lộc, cái chụp bà hồ rồi đẹp lắm. Cái thật thiệt chứ. Hẻ đó. Ở đây ngồi với bà nội nè, chơi chơi chụp. Ngồi với bà nội đi. Chơi, mấy tưởng nó lấy gì vậy? Tưởng người dân tộc hồi xưa có người thượng đó, của cái vùng đất này không? Về hả? Giờ mình đi dài dài. Đâu á, giờ mình trên đường về là mình đi ghé nhiều chùa đó. Bởi vậy thôi. Đi giờ 8 giờ rồi mình đi công về dưới đó. Hơi tối lắm á. Có gì cũng về.